thật, một con người đạo cao đức trọng có uy tín lớn như thế trên cộng đồng mạng, thế nhưng mà chú ăn ở như thế nào thì bây giờ là bao nhiêu người người ta chửi cho cái ông già 70 là thằng, để cho trẻ con nó gọi là thằng, thế nó có hãnh diện gì ông chú Bình Phương? Đừng nên, không nên. Viên Hải thì hôm nay vẫn không gọi chú Bình Phương là thằng đâu, gọi là chú Bình Phương đàng hoàng. Không, không, không. Nói chung là thôi thì nói chuyện từ chung đến riêng, từ đơn giản đến phức tạp đi nhỉ. Cái cách ứng xử với nhau trên không gian mạng ấy thì nó muôn hình vạn trạng mà, phải không? Cái hay thì không gian mạng là nó một cái kho tàng thông tin khổng lồ, ai cũng biết thế, đúng không? Nó đa dạng, nó giúp ích cho rất là nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ đấy, chú Bình Phương nhỉ? Chú thì hay lên mà là chú giáo dục, chú dạy cho giới trẻ, thì chúng mình cùng nhau đi đến một cái nhận thức như thế, nhờ chú Bình Phương. Đấy, cái dạng thông tin khổng lồ, to lớn, đa dạng, phong phú, nó giúp ích cho rất là nhiều thanh thiếu niên trong học tập, trong lao động, trong vui chơi, giải trí. Đúng không chú Bình Phương? Đấy. Không gian mạng người ta cũng kết nối và mở rộng ra các mạng lưới giao tiếp không biên giới. Tuy nhiên, cũng phải nói một cái câu tuy nhiên nhẹ nhẹ thế này. Những cái yếu tố tiêu cực của thông tin trên không gian mạng ấy, cũng vì vậy mà nó tác động rất là nhiều đến thanh thiếu niên. Đấy. Cho nên là những cái người lớn, đặc biệt là lớn tuổi như chú ấy, đừng để cái giới trẻ nó gọi bằng thằng. Rút kinh nghiệm đi, cứ trẻ trẻ như Viên Hải này chúng nó gọi là thằng thì có khi là cũng đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng. Già như chú rồi ấy, kiến thức thì đầy mình, thấy không? Thế mà có một cái cách cư xử như thế nào đấy thì tất nhiên là người thì có kẻ yêu người ghét, nhưng mà đừng đến nỗi tạo ra hẳn một cái trào lưu người ta phản đối mình như thế. Nó mà phản đối, người ta phản đối đúng như thế, phải phản đối sai, khổ thế chứ. Thực tế thì là rằng mà hiện nay và có thể sau này nữa ấy, cái tình trạng ứng xử nó thiếu văn minh và thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội của một cái bộ phận người ấy, đặc biệt là bây giờ là gì, thanh thiếu niên ấy, nó vẫn đang diễn ra rất là phức tạp. Một số người thì rất là thiếu cái ý thức trong việc sử dụng ngôn từ, rồi thì là đăng tải thông tin sai lệch, đúng không ạ? Nó gây hoang mang dư luận, hoặc có những cái hành vi kích động hận thù, có lẽ lại còn dẫn đến bạo lực nữa cơ. Có việc này có không chú Bình Phương? Có chứ nhỉ? Biên Hải thấy là có. Thế thì nói chung là những cái điều này gây nên cái ảnh hưởng rất là xấu trong cái môi trường mạng. Nó làm mất đi cái sự lành mạnh tích cực của không gian mạng, và nó gây tác động tiêu cực đến nhận thức hành vi của thanh thiếu niên rất là nhiều ấy, thậm chí cả người lớn nữa. Thế thì đặc biệt như thế, và một người như chú Bình Phương ấy thì cháu cũng học được ở chú rất là nhiều đấy, về cái cách cư xử, rồi về cái hành vi ngôn ngữ trên không gian mạng. Đấy, để làm góp phần làm trong sạch đi, rồi các em các cháu nó vừa học được chú cháu mình cái gì đấy, đấy về kiến thức, phải không? Hoặc là về mà nhìn thấy có một cái gì đấy mà chúng nó có thể học hỏi được chú cháu mình về cái nhân cách sống, nhân cách cái cách làm người ấy, đúng không ạ? Nói hẳn ra là ở mỗi bản thân con người nó cũng phải có một cái gì đó, nó có cái tố chất gì đó nó toát ra ấy, để cho người ta phải thừa nhận rằng ít nhất là mình là một cái người có đạo đức, đúng không chú Bình Phương? Đấy, cháu đây cố gắng làm cái đấy, cho nên là mỗi khi sai cái gì cháu xin lỗi cộng đồng mạng ngay, sai thì sửa thì để. Thế nhưng mà rất tiếc cái điều đấy lại không có ở chú Bình Phương, bây giờ dẫn đến là một người đạo cao đức trọng, một người có uy tín rất lớn trên không gian mạng, một người mà lại có bề dày là chống các luận điệu xuyên tạc, phản biện các luận điệu xuyên tạc để
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ chế độ. Mà với hôm nay thì cháu lại nhắc lại, Bác Hồ chúng ta đã từng dạy là Đảng ta là đạo đức, Đảng ta là văn minh. Thế thì chú không thể lấy những cái ngôn từ nó bẩn thỉu như thế để mà gọi là để bảo vệ cái đạo đức, cái văn minh được, chú Bình Phương ạ. Đấy, cái lần nào đấy tới nay chú sẽ còn lên không gian mạng rất nhiều đấy, và khán giả vẫn đang chờ đợi ở chú những cái những cái gì, những cái thông tin, những sự kiến giải về lịch sử, về chính trị, về triết học, vân vân đấy, một cách là tích cực, nó khoa học đấy, cho thế hệ trẻ nó còn học chú ạ. Mà bản thân cháu cũng chờ đợi chú lên, nhưng mà tém tém cái mồm lại, bớt bớt cái mồm lại, đừng nói những cái từ ngữ nó thô thiển, nó tục tĩu, đừng so sánh quy chụp người ta là súc vật, là lưu manh giả danh trí thức, là bán nước, là phản động, là mọi. Cái điều này nó không hay, cho nên là người ta đốn củi á, đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy. Thì cái chuyện này nó cũng không phải là cái chuyện gì lạ đâu chú Bình Phương nhỉ. Chú công nhận không? Đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ, nó có xây dựng hình ảnh của mình hàng chục năm trời ấy, nhưng mà chỉ vì một cái hành vi nho nhỏ thôi. Tự mình tẩy trắng đi tất cả. Cái tốt đẹp mà không ai nhìn thấy đâu. Một khi mà có những cái gì nó mà nó xấu xa ấy, mà thường thường cái xấu xa nó bộc lộ ra một lần hai lần ấy. Đấy, mình biết sửa chữa ấy, thì không sao đâu, nhưng mà bây giờ nó thành một cái chuỗi dài, mà thành một cái hệ thống này là nó phản ánh đúng cái bản chất của con người mình đấy. Gió đường nào thì gặp mây tầng đấy. Đấy. Bây giờ làm thế nào thì làm chứ, mình là người lớn cơ mà chú nhỉ. Mình là người lớn chứ. Chú Bình Phương hay là cháu Viên Ải hay là ai đi chăng nữa tham gia cộng đồng mạng này ấy, rất là nhiều ý thức được một cái điều này là tin giả này, tin sai sự thật này, rồi những cái hành vi lệch chuẩn, thiếu văn hóa này, nó gia tăng về số lượng. Thì và càng ngày nó càng phức tạp ấy, thì nó là cái mảnh đất màu mỡ để cho các thế lực thù địch ấy, nó triệt để lợi dụng mạng xã hội này để đăng tin thông tải xấu độc đấy, phải không? Nó bịa đặt sai sự thật nhằm chống phá Đảng và nhà nước. Chính vì vậy những người như chú Bình Phương ấy, đặc biệt những người như chú Bình Phương ấy, phải nhận thức được đúng. Phải nhận thức được đúng và hành động ngay đi để cùng xây dựng xã hội lành mạnh. Đấy, xây dựng cái không gian mạng, xã hội trên không gian mạng này nó lành mạnh, nó an toàn. Đấy, nhận thức đúng thì mới làm được cái việc đấy, dẫn đến góp phần xây dựng cái không gian mạng xã hội nó an toàn ấy. Nếu mà không nhận thức đúng thì cứ mồm mình cứ bảo là mình có trách nhiệm thế này, trách nhiệm thế kia, chú và chú là cái có đóng góp trên trách nhiệm của một lão dân quân già, thì chú phải thể hiện trách nhiệm trước bản thân mình trước đã, đúng không ạ? Nhận thức đúng đi, hành động đúng đi, thì bản thân mình thể hiện cái trách nhiệm, thể hiện trách nhiệm giữ gìn cái đạo đức của con người chắc đi đã, thế thì mới dạy được thanh thiếu niên. Thế thì mới dạy được thiếu niên nhi đồng. Khổ. Này, thưa mấy chú Bình Phương, như thế là cháu mất đi, ngoài cái thời gian chào trước thì cháu mất 10 phút để đặt vấn đề chung. Đấy. Đặt vấn đề là chuyên về vấn đề chung rồi nhỉ. Bây giờ thì mới đến cái vấn đề riêng, vấn đề cụ thể. Mà cái vấn đề riêng, vấn đề cụ thể này thì Biên Hải xin phép chú Bình Phương với lại quý cụ, quý mợ để trao đổi vào clip sau nhé.